khán giả yêu cầu là các cô chị phải cười tươi. Một tràng pháo tay dành cho các cô chị ạ. Xuống máy chạy tất cả.
thương. Xin cảm ơn câu đồ dân vũ giờ tài rất nhiều. Tiếp theo xin mời I Need To Now câu lạc bộ Hồng Vân Thường Tín ra biểu diễn.